Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel OneBee Legend, đang cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài giả thuyết vô cùng thú vị trong OneBee. Vậy cho nên anh em hãy đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Vậy là cuối cùng, sau gần 1.000 chapter, nhà khoa học thiên tài tiến sĩ Vekabin cũng đã lộ mặt. Tuy nhiên có một điều vô cùng thú vị, người tự xưng là tiến sĩ Vekabin lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp, không giống như những gì mà Kobe đã nói với Luffy tại Water 7 hai năm trước, hay thông qua những lời mà đô đốc hổ tím Fujitora đã nói với đô đốc màu xanh Aramaki tại thánh địa Medizoy. Vậy theo các bạn thì đây có phải là tiến sĩ Vekabin hay không? Và tôi xin kết định rằng đây không phải là tiến sĩ Vekabin. Còn cụ thể như thế nào thì không để các bạn lên chờ thăm nữa. Hãy cùng tôi đưa ra một vài dẫn chứng trong video ngắn này để có thể khẳng định những gì mà tôi nói là đúng. Và cho nên trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh, cùng với đó là bấm vào chuông để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Ngoài ra anh em hãy để lại ý kiến cũng như nhận xét của mình ở phần bình luận của video này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại quê hương của tiến sĩ Vekabin, hòn đảo Karakuri thuộc đất nước Bajimoa. Thông qua những lời mà người dân nơi đây đã nói thì tiến sĩ Vekabin được xem là niềm tự hào của cả hòn đảo, và người dân luôn chờ một ngày nào đó ông sẽ quay trở lại đất nước này. Bởi hiện tại ông đã trở thành nhà khoa học của hải quân và chính quyền thế giới. Ông là một nhà khoa học có đạo đức, luôn sống hết mình về công việc. Khi còn sống ở đất nước này, ông đã chế tạo ra một hệ thống lò sưởi bên trong lòng đất để giúp người dân nơi đây giảm đi cái lạnh thấu xương, đặc trưng khí hậu của đất nước này. Điều này có nghĩa những người dân của đất nước này đều biết tiến sĩ Vekabin từ khi còn rất nhỏ. Tất cả gọi tiến sĩ Vekabin là ông, tức là nam chứ không phải nữ. Tiếp theo trong chapter 658, một tên lính G5 của Smoker đã gọi tiến sĩ Vekabin là lão già, tức đã có rất nhiều người tiếp xúc với tiến sĩ Vekabin, đặc biệt là đội hải quân G5 của Smoker. Ngoài ra trong đoạn hồi tưởng của nhà khoa học Caesar Clow, chúng ta thấy bóng dáng của Vekabin không giống như cô gái xinh đẹp ở cuối chapter 1061. Tiếp theo chúng ta đến với chapter 905, trong cuộc trò chuyện của đô đốc hổ tím Fujitora với đô đốc màu xanh Aramaki tại thánh địa Medizoy. Theo đó, đô đốc màu xanh Aramaki đã gọi tiến sĩ Vekabin là lão già. Điều này có nghĩa đô đốc màu xanh đã từng gặp Vekabin. Hay trước đó nữa, tại Water 7, Kobe đã từng nói với Luffy về tiến sĩ Vekabin. Theo đó, Kobe gọi Vekabin là ông, tức là nam chứ không phải nữ. Qua tất cả những gì mà tôi đã liệt kê ở trên thì có thể khẳng định rằng 100% Vekabin là nam chứ không phải nữ như nhân vật xuất hiện ở cuối chapter 1061 mới nhất này. Vậy cho nên theo tôi, cô gái trẻ xuất hiện ở cuối chapter 1061 này chính là một phiên bản người máy do Vekabin chế tạo và lập trình để tự bảo vệ mình. Và dòng chữ Bin02 là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Con số 02 mang ý nghĩa đây là tạo hình của nhân vật Bin số 2, và trước đó sẽ có Bin 01, và rất có thể đó là bản gốc, hoặc Bin 01 chính là người máy đầu tiên do Vekabin chế tạo. Ngoài ra nếu để ý bạn sẽ thấy con cá mập xuất hiện ở chapter 1061 cũng mang số hiệu Bin 03. Và cho nên rất có thể ba người này chính là ba người máy mà tiến sĩ Vekabin đã tạo ra từ khi đến hòn đảo này. Với việc tạo ra bản sao này của chính mình thì rất có thể chúng ta sẽ gặp thêm một bản sao nữa của tiến sĩ Vekabin để trước khi chính thức gặp được nhân vật này. Và liệu có điều gì khúc mắc hay một sự giao kèo nào đó giữa tiến sĩ Vekabin với chính quyền thế giới hay không, có lẽ phải chờ thêm những thông tin cùng vài chapter tiếp theo. Ngoài ra nếu để ý bạn sẽ thấy có rất nhiều căn cứ hải quân xung quanh hòn đảo này để bảo vệ tiến sĩ Vekabin. Hiện tại chúng ta thấy có G14 với những thành viên của tổ chức hải quân ngầm Squad. Trên đây là một vài dẫn chứng của tôi để có thể khẳng định rằng nhân vật nữ xuất hiện ở cuối chapter 1061 không phải là tiến sĩ Vekabin, mà thay vào đó là một người máy do tiến sĩ Vekabin tạo ra và điều khiển. Tôi hy vọng anh em thích video ngắn này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.